Vâng, xin chào mọi người. Mình xin giới thiệu mọi người một loại thảo dược khá là phổ biến, nhưng mà cũng có thể là sẽ rất lạ lẫm với một số những người người ta bắt đầu mới biết đến thảo dược để sử dụng thảo dược ấy. Đây, giới thiệu mọi người, đây là lá dâm dương hoắc các bạn nhé. Đây là một loại lá nó có tác dụng về dược tính rất chi là tốt, đặc biệt là cho những người vì bị là yếu thận đấy ạ. Và những người mà thận kém, sinh lý kém thì là cái này nó có tác dụng làm bổ thận cường dương rất chi là tốt. Ngoài ra nó còn có nhiều công dụng khác như là chữa về đau nhức mỏi xương khớp, và còn một số công dụng khác như là hệ miễn dịch, nâng cao hệ miễn dịch. Nhưng mà cái công dụng chính của nó chứ là hàng chính đó là nó làm bổ thận cường dương và sinh gọi là đẩy mạnh khí, gọi là sinh sinh tinh nhẹ. Đấy. Thì bên mình đang cung cấp cái hàng lá dương hoắc này là hàng hàng hoàn toàn là hàng phơi thủ công và nguồn gốc thảo dược. Và hàng bên mình thì rất chi là ok các bạn nhé. Hàng sạch. Mọi người có nhu cầu về lá dâm dương hoắc thì cũng có thể liên hệ mình là thông qua số điện thoại là 0986 357 365. Lá dâm dương hoắc này thì khi mà ngâm kết hợp ấy, thì có thể là ngâm kết hợp được cùng với cả ba kích nấm ngọc cẩu và nhục thông dung, thì là rất chi là tốt cho những người là mà bị yếu sinh lý và bồi bổ cơ thể rất chi là tốt vậy. Vâng, thì mình cũng giới thiệu qua mọi người về cái lá dâm dương hoắc như vậy. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ bên mình. Ngoài ra thì còn nhiều loại thảo dược khác nữa mà bên mình cũng đang có ở cửa hàng này. Và đa số là mình sẽ kinh doanh về những cái mặt hàng tươi. Nên là mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình và hãy kết nối với mình qua Facebook hoặc Zalo, nhất là có thể là nhắn tin với mình qua cái fanpage, và ở ngay cái phần dưới phần miêu tả về sản phẩm ở dưới ấy, mình đã có để cái đường link ở dưới rồi. Thì mọi người có thể là vào fanpage của mình để theo dõi mình và biết được nhiều thêm nhiều sản phẩm nữa. Ngoài ra mọi người có thể đăng ký kênh YouTube của mình. Ở bên phía góc tay phải màn hình có nút đăng ký đấy. Mọi người đăng ký để mọi người có thể biết được thêm nhiều clip để theo dõi và có thể nhận được nhiều thông báo các clip về các loại thảo dược mà mình luôn update thường xuyên. Rồi xin cảm ơn mọi người rất nhiều và mọi người đã theo dõi clip của bên mình.